Ơi chào các bạn, hiện tại là khoảng hơn 10 giờ sáng ngày 5 tháng 8 2024. Đây chính là đường Nguyễn Chí Thanh, bên góc tay phải quận 11, bên góc tay trái là quận 5 và bệnh viện Chợ Rẫy. Các bạn xem nha, khu vực này thực sự mà nói mình khá là bức xúc các bạn, nó dơ lắm luôn á. Mình không hiểu tại sao là chứ khu vực bệnh viện rồi một số trường học ở ta phải nói là dơ, mà là buôn bán xả rác là khủng khiếp. Các bạn xem là ngay tại gốc cây này nha, một bịch hàng. Bây giờ các bạn xem, mình sẽ quay từ từ, gọi là tập trung buôn bán rồi người ăn người xả rác, nó mất hình ảnh gì đâu của gọi là một cái thành phố lớn. Nhiều khi đi ngang mình cảm thấy là nó ngán ngẩm đó, bởi vì cái đường xá mình đó. Chỗ ăn thì xả rác đầy. Mình đi tập trung bên phía tay phải trước đi, sau đó sẽ xoay vòng phía tay trái. Các bạn nhìn vào góc đường rồi mọi thứ ha. Bệnh viện Chợ Rẫy là có thể nói là xếp vào hàng bệnh viện mà lớn nhất của cả nước đó. Nhưng mà khâu quản trị về mặt gọi là vệ sinh bên phía bên ngoài của bệnh viện Chợ Rẫy, các bạn thấy này đó, rác nó đồ như vậy, mỗi một gốc cây là một đống rác, nào tàn thuốc, nào chai, nào nhựa đó, nó đóng ta bố mẹ ơi quá trời không đó. Rồi đi tiếp đó, ngay nắp cống cũng là rác. Rác quá trời rác. Thấy không? Đó. Cái rác nó xả nó đồ như là nhìn nó xấu quắc. Rồi chạy lên nhìn kia lên tầm, nó xoay đầu lại. Không có mê rõ được. Chỗ nào cũng thấy rác. Rồi xoay lại. Lại lên trên kia xoay lại. Ok. Đó, các bạn thấy góc đường nè. Rác không nổi luôn. Nước chảy đầm đìa, dơ bẩn. Rác nó đỡ xíu đi, gọi là cũng có thùng đi. Rồi. Cứ chạy đi, đừng quá chậm được rồi. Đấy. Rác gọi là vô trong cái gọi là cái chỗ trồng cây, trồng đồ, nó tha râm luôn. Đây, chỗ này. À, la liệt không? Mày thấy không? Đứng lại một xíu tập, đứng lại. Rồi. Đi. Nguyên cái tấm chiếu. Đây, chỗ này nè, các bạn thấy nè, nó khủng khiếp luôn. Rác mà gọi là nó ông nội ông bà ơi. Quá trời. Ok đi. Có khai luôn á các bạn, gọi là từ khai luôn á. Các bạn hiểu là đi trên đường mà chạy trên xe mà vẫn còn cảm thấy khai luôn á. Mình không biết dùng cái từ gì phải nói về cái gọi là cái ý thức về quản trị rồi mọi thứ nữa. Từ người buôn bán tới người, trời ơi thiệt. Mỗi một gốc cây là một đống rác. Nói á, thì nhiều lúc nó là đụng chạm. Đó, cái này là quay thực tế. Mình xin lỗi chứ thực sự mà nói là về cái mặt này á, Trung Quốc làm tốt hơn nữa. Ai thì cũng là chê Trung Quốc, nhưng mà thực sự là các bạn thấy không, mình đi Trung Quốc 3 tháng mình quay, các bạn có thấy là bao giờ gặp những cái tình trạng gì không? Ngay trước một bệnh viện hoặc một trường học. Rồi, dịch chuyển qua hướng của trường trung học cơ sở Hồng Bàng phía sau nè. Đây là bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh. Đó, các bạn thấy không? Còn là bệnh viện không? Rồi rác không? Nó xô bồ, nó rác, nó hôi, ôi đủ thứ mùi.
ở Sài Gòn hay ở Việt Nam thường là gửi trước cổng trường em sạch đẹp nữa, hoặc là trước cổng bệnh viện gì đó. Nhưng mà cái mà chúng ta thấy hàng ngày nhiều nhất đó chính là rác. Rác của dây luôn. Khách nước ngoài mà đi ngang qua xong mà hỏi cái này là cái gì, nói là cái bệnh viện, rồi trước bệnh viện của tụi bay như vậy thôi mà nó không biết cái mặt để đâu nhiều lúc. Ở phía sau lưng này nè, quẹo phải á, quẹo phải vô quay chừng xoay chỗ này là lấy cơm từ thiện, bữa nào cũng đông. Wow. Xe thẳng luôn, thẳng luôn. Rác đồ mà rác quá trời rác. Quẹo pha quẹo trái đó. Ủa, cái xe này những con chạy đó quá. Cái xe của ông phía trước nó hồi khó quá. Cái gì mà rồi quẹo qua phải. Đây là đường Phạm Hữu Chí, mặt sau của trường trung học cơ sở Hồng Bàng. Thưa với các bạn là cái đường này nó rất là thơm. Nó thơm lắm. Bên góc tay trái á, rác nó cũng rất là nhiều đó. Thì nó thơm phân phức luôn. Ở đây tấm niệm đem dùng. Bà con buổi tối là coi như ở đây là coi như là Hà Rầm hít thở không khí trong lành. Rồi quẹo luôn, quẹo trái luôn. Rác cũng nhiều. Quẹo trái, quẹo trái. Chỗ nào không thấy rác. Nhiều uống cà phê bên cạnh một đống rác. Đây cũng là rác. Rồi ngay dưới gốc cây cũng là rác. Hộp cơm, hộp đồ, rồi miễn chai quăng tá lạ mình hết. Đây chính là khu vực của trường trung học cơ sở Hồng Bàng các bạn nha. Mình nghĩ là nhà trường cũng rồi là đau đầu lắm. Làm sao đi quản được bây giờ. Đó, dĩa hè. Về luôn. Nó nói là bệnh viện là nơi nghỉ ngơi, điều trị, nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm. Cái không gian bên ngoài nó vô cùng quan trọng. Và thực sự mà nói là cái cảm giác mà ở phía trước bệnh viện Chợ Rẫy là nó làm chúng ta là mệt mỏi đó các bạn. Khu vực này của Đại học Y Dược thì nó đỡ hơn nè, đó ít ra nó quay đường như vậy. Còn cái bệnh viện Chợ Rẫy là mình đi qua nhiều lần lắm mà nó là ngày ngày luôn á, nó đi dơ. Mặc dù chỗ này cũng hơi xả rác chút xíu, ít hơn. Muốn nhìn văn minh đô thị của một quốc gia là cái nhìn ra đường phố là thấy rõ ràng lắm. Muốn thấy quản trị của một quốc gia là cứ thấy thôi. Rồi, ok. Bao nổi taxi chạy im lum lai rồi. Phía trước Đại học Y Dược này nó đỡ các bạn. Nói chung không có buôn bán. Nó cũng có xả rác chứ không phải xả rác. Nhưng mà tại không có buôn bán xả rác. Cũng có thấy chai lọ nằm trong mấy cái chỗ, mấy cái gốc cây á. Có ăn là có xả. Dùng một cái từ gọi là thô thiển, gọi là ăn đâu mà gọi là ị đó. Mình nói thẳng ra vậy luôn á, là ăn đâu ị đó.
một cái tật rất ư là cố hữu, rất là tệ. Không có bao giờ suy nghĩ về vấn đề là môi trường của tổng thể. Giữ cho mình thì cũng nghĩa là giữ cho người, là giữ cho tất cả mọi người. Chỉ có một cái tật thôi. Mình nói chuyện này mình cũng tức lắm các bạn. Nhà mình trong hẻm có mấy người nuôi chó, mình nói là nhiều khi mình tức không chịu nổi luôn. Thả chó ra ngoài cho đi ị, ị cho đã xong là không có đi hốt, cũng không chẳng có đi rửa, lấy nước tạt xối gì hết đó. Bị rất rất nhiều, nhiều khi phải nói là tức lắm luôn. Mà đây là cái không gian đô thị mà phải nói là trong môi trường hẻm ở Việt Nam bị rất nhiều. Hồi trước thì mình đã từng ghi hình cái chung cư Ngô Gia Tự mà những cái đường hẻm ở giữa các khối và là khu A, khu B, khu C, nó cũng gọi là nó gọi là ám ảnh luôn á. Nó trở thành một cái gọi là cái nơi chứa rác, rồi nào là tiểu tiện, đại tiện, ôi trời ơi luôn. Có một vấn đề nhỏ như thế này thôi mà bao nhiêu năm trời giải quyết không được, từ vấn đề xả rác tới hạt nhổ. Một vấn đề khác nữa là tới gần gần Tết á, hoặc là thậm chí hiện tại luôn á, là ăn xin các nơi về Sài Gòn cũng nhiều luôn, bám trụ ngay tại các ngã tư. Nhiều lúc là mình cảm thấy là đau lòng á, bởi vì họ có kế hoạch đưa mấy đứa con nít và ngay cả người lớn tuổi nữa ngay tại góc ngã tư để cố gắng để xin tiền, giống như một hình thức gọi là kinh doanh thì không nói, giống như mafia vậy đó. Mình thấy Đà Nẵng làm được mà ta. Mà cái việc này có khó lắm đâu, không hiểu tại sao mà bao nhiêu năm trời nó cứ gọi là tái diễn một cái bài như vậy. Và cái vấn nạn rác thì mình không còn nói nữa thiệt. Tại bữa nay bức xúc quá, đi qua cái bệnh viện Chợ Rẫy là mình bức xúc nhiều lần lắm rồi đó. Mình thấy mỗi lần đi qua đó mình cảm thấy nhức đầu á bạn. May á là người khỏe đó, mà đi qua bển mình còn cảm thấy nó mệt đó. Đi qua cái con đường mà gọi là không có chút xíu gì cảm xúc luôn á. Nó có một cái hài vậy đó các bạn, là chỗ nào mà nó ghi cấm xả rác, chỗ đó là có bãi rác. Nó có cái vui vậy đó. Rồi là lâu lâu có chỗ nào mà ghi là cái bạn khu phố văn hóa thì phía trước nó cũng có cái bãi rác luôn đó. Mình mới dùng từ vậy để mình nói nữa. Nói chung là mình thấy là cứ như Singapore đó, phạt bằng tiền và bằng roi chứ không thể nói vào chuyện ý thức được. Bởi vì thực ra đôi khi có những người gọi là lì lợm, hoặc là họ mới sợ khi mà đụng vào túi tiền á, hoặc là bị roi rồi lúc đó mới sợ. Mình nghĩ đó là cái phương án giải quyết chứ không thể trông mong ý thức được. Không thể nào dơ cao biểu ngữ như vậy là kêu gọi không xả rác được. Xả rác là quýnh thôi, là phạt tiền, tự động nó sẽ hết à.